Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chị giấu tên ở bên Mỹ, có tặng lại cho anh Tám lập lại mái nhà và cây xà gồ. Dân bữa nay cũng có kêu thợ đến để mình đo xong mình đi mua tôn về mình lợp, giờ mình đo ngang thử bao nhiêu. Đây ạ, đây hết thấy đường rồi kìa. Sai quá vậy. Đây số mấy vậy? 4 mét rồi, số đó 4 mét đúng không? Đúng rồi, 5 mét. Này 4 mét rưỡi. Ủa này 5 mét. 5 mét 24. 5 mét 24. Rồi 5 mét 24. Mua sợi dây mới được rồi đó. Cái này nhà này là hai mái á, hai mái coi thử ở trên nó mấy cây đồng tay. Ngay chính giữa nó chỗ nào ta? Vô chỉ cho. Ừ, chỉ vô trong cho coi cây giữa nó chỗ nào. Vô coi cây giữa chỗ nào mình đo lên là mình biết ở khúc giữa nè. Khoan, để em quấn lại cái. Cây giữa đây nè, con kính ơi. Đây ha. Ngay cây giữa chỗ này hả? Ngay cây giữa chỗ này. Rồi mày xéo dữ nha, không thôi thiếu à. Trừ hao ra cái máy to luôn. Trừ hao ra máy to luôn. Trừ hao ra máy to luôn nha. Đây nè, ngay cổng dây nè, máy giữa nè. Ngay dây này nè. Rồi 6 mét. 6 mét là 7 mét nhưng mà. À, còn mình sóc nóc nữa là. Sóc nóc làm sao? Sắp nóc ăn sao thấp tới. Vậy sao? Ừ. 6 mét hả? Hay là trước sắp tới. Trước sắp sao đi. Trước sắp là sao. Ủa đi ra ngoài đi. Không rồi được. Anh thợ là làm gối hết trơn. Bằng máy kia luôn. Bằng máy kia luôn anh ơi. Rồi xong thì vô tính. Thì 6 mét rưỡi. 6 mét rưỡi là mình mua tôn 7 mét đó. Ờ. Rồi máy kia là 6 mét. Ừ. Vậy là 6 mét. 5 tấm. 6 mét, cái này 5 mét rưỡi là mua 5 tấm thì 5 mét rồi. Cái ở sau thì 6 miếng thì nữa mình cắt đôi ra. À. Rồi. Dưới 18 cây xà gồ. Rồi rồi, vậy mình đi kêu ở nhà dở dắt đi rồi hồi điện thoại kêu người ta chở vô. Rồi. Rồi bây giờ thợ lên nữa mình dở tôn xuống. Rồi mình lợp lại cái mới. Trời này đang nắng. Cái chốt ghẻ, cái gô ghẻ. Bò lên, bò thôi, đừng có đứng nha, đứng lọt cái dồi. Ơ, à, đó, thấy không? Ai bên cái tre bên đây không đấy? Ờ, cái nào cũng tàn hết trơn này. Ở đằng trước mình có cái... Không, cái nền đó. Tiếp theo đây, tiếp theo cho thợ rồi tháo đi. Rồi ta
ông mới có 10 năm gì mà mục vậy tại? Mình chồng thì dở dở toàn ra xong rồi mình vô đưa đồng tay lên đóng. Mấy cây đó còn xài được không? Trời nóng dữ vậy. Chàng ơi nóng lắm đó nghe. Cái cây xà beng bự quá. Cái cây búa nóng ra. Cây đó mục không thừa. Trời ơi. Nó dở lên kêu nghe xèo xèo cái cây vậy mà nó không mục á. 75 đi ní ơi. Rồi, đóng bằng tay xong lập luôn. Rồi buông nha. Thở bắt đầu. Bắt ốc vô. Bắn cái gì bắn bắn đi. Bắn cây nó đi cho nó đừng có chạy ra chạy vô ấy. Mày có gỡ cái cũ ra thì lâu ha chứ bắn nhanh. Ráng có ăn gì đi gung tay chân trời. Không có cái cục hít nó vậy máy gì. Tại cái máy ngồi đứng không có được. À cái máy nhà nó chuối quá. Rồi, một em. Rồi giờ bán con gần gần cái giò đó. Anh Tám vô nước biển rồi. Anh Tám chóng mặt vô nước biển rồi. Bệnh không gà bệnh. Quay cái đó chị tới này vô phải không? Bỏ nó luôn rồi, mát rồi. Đây còn miếng cuối cùng luôn. Cố lên. Khoan nghe, kéo từ từ thôi. Buông rồi đó. Xong được mấy nhà sao? Chút. Rồi rồi, vậy ơi, y chang rồi đó. Họ lợp máy sau xong rồi, bây giờ đang tháo máy trước nên mình lợp thêm máy trước nữa. Rồi. Đi chừng gớt chừng như đó nè. Có chơi rồi đó. Rồi. Rồi, bắt đầu thợ vỡ con. Ê coi chừng cái dây điện đó nha. Gắt hết trơn. Dây điện kìa. Thank you.
Kìa, ăn sao kìa, nó rớt bọp bọp rồi Phương ơi. Chúng cái đít nó dính cái đít vô. Con này một hết mà, ở đây dột. Dỡ xong con này cái mình tháo còn tay cũ ra, mình đánh thằng gồ vô mình lọt lại. Này là máy xếp, xoài thằng gồ hơi nhiều một tí. Thở đóng đòn tay xong rồi, bây giờ mình lọt con vô. Con này đóng nhanh. Ê, đứng trên ghế nè. Thảy lên. Thảy luôn ổ điện luôn. Nhìn ngay cái mặt tôi nè. Chọi ngay mặt á. Chọn khi nào chọn không dính chọn nghe trúng cái mặt không. Máy điện là mạnh nhất nè, đi đi chỗ nào kia nè nè, lại ngay trong cái cột cá mở mở xuống cái chỗ cái cột cá. Ai nhắc gì sáng, ai nhắc sớm vậy Phương? Rồi hai miếng tới miếng thứ ba. Kể đi bắn rồi thôi. Bắn rồi nhúc xuống. Rồi, rồi. Sống quá trời. Lên chút, lên chút. Rồi, 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 rồi. Nhấn xuống chút. Cái dốc mình nó chùi quá nè. Con cho ta ăn sống kỹ kỹ dùm nha mấy ông tạm. Ở cái đít vừa đầy á. Em kia tám bàn kia đi, tám bàn kia đi. Ôi coi chừng cái dây điện nha. Lên chưa? Rồi mình còn tấm cuối cùng ở đây. Boom.
này để đây mà chưa bắn xong đó. Ủa sao không vậy? Dạ. Còn sống rồi. Gớt. Mời mấy ông thợ làm ngồi chèo xuống. Sao khỏe chứ không? Có thấy đường luôn hả? Nắng quá mà. Rồi mái nhà của anh Tám thì thợ cũng lập xong rồi. Tiền ton nó là ton lợp 5 tấm 6 mét, 5 tấm 7 mét. Giá của nó là 119.000 một mét. Là thành tiền là 7.735.000. Còn xà gồ là 1.36, 1 ly 4, 18 cây, 1 cây 250.000. Tổng cộng là 4.500.000. Ốc vít 50.000 một bịch, 2 bịch 100.000. Tiền công thợ hồ là 1.500.000. Tổng cộng là 13.835.000. Rồi dân cũng thay mặt anh Tám cảm ơn chị và chúc chị thật nhiều sức khỏe. Anh Tám có muốn nói gì chị không? Cảm ơn chị cho em mã con. Xin cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi đây là tiền công thợ đây. Rồi 1.500.000. Rồi cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi video của dân đến đây cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt.